cho chợ lan quan. Chả hiểu làm sao mà người tử tế người ta đi đâu hết rồi ông? Thì người ta ở nhà hết cả rồi. Người ta ở nhà ai? Ở nhà họ thì còn nhà ai? Anh là thua. Tôi nghĩ này, ông mà cứ để cho cái loại này mà nó đến thuê nhà mình, rồi có ngày tôi trùng thuyết ác, rồi có ngày tôi tăng xong rồi tôi đứt luôn, chứ không phải là cái chuyện chỉ trùng thuyết ác không đâu. Thì bà thì từ từ thế nào? Đi vài bữa nữa này nhớ có cái đám nào nó ngon ngon nó đến thì làm sao? Sơn sơn đã biết con đang ngon hay không, kiểu sống thế này kết chứ không phải là chuyện đùa đâu. Tôi thì già rồi làm sao mà theo được người ta, toàn giặt lúc ăn cướp nên luôn đầu đường xóa chợ. Bà không phải lo, bây giờ cứ kể cả khách là đàn bà đàn ông làm loại gì đi tôi sẵn sàng đi tiêm hết. Rồi ông nhớ đấy nhá, rồi ông tiêm đi nhá. Đừng có gọi tôi ra đi. Thôi, đừng có bảo tôi mang cam mang táo mang lê ra nữa nhá. Bà không phải lo mà để bà không phải... Có khách hả? Ừ. Để tôi bảo nhá. Ông chết nhá. Để nhớ tôi... nhá. Đừng để cho nó lừa. Lừa một cái là chết thôi. Múc trà hạt thế. Rồi. Sẽ bắt đầu ông cái thằng ba. Đây. Đây ạ. Ừ. Hãy. Mình xem. Cũng được. Ôi cháu đi tí. Đi đâu? Dạ. Cậu đi đâu? Thì cháu đi toilet. Toilet vừa cái chỗ mà vừa đi qua đấy. Ôi thì chết cả bếp và tất cả ừ, rồi đấy. Tất cả thế đấy. Ôi giời ơi, thế bác bảo cháu là khép kín. Được. Thế nó chả không khép kín là gì? Quan niệm của tôi là cứ đóng cửa vào là kín hết. Ôi giời ơi, quan niệm thế của bác thế thì chết. Bác có tuổi rồi, bác nói thế hóa ra bác lừa cháu còn gì nữa. Cậu đừng có nói hồ đồ nhé. Cùng lại nhìn lại cái mặt cậu xem. Sao? Cái mặt sáng sủa mà nó ăn nói thế. Cậu xem đây này, tôi ngần này tuổi đông mà tôi đi lừa một cái thằng danh con như cậu à? Cháu xin lỗi bác. Ý cháu không phải là thế, ý cháu là bác nói không được chính xác chứ không phải là lừa. Bác cháu xin lỗi. Nhưng mà bác làm sao bác lại bảo là khép kín như thế này thì không được. Mà bác bảo cháu là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu là 1 triệu. Úi giời ơi, bác nghĩ thế nào á? Đã bảo cái nhà này cho thuê 1 triệu. Bác xuống đi, bác xuống đi. Xuống? Vâng. Bây giờ xuống thì tôi cũng chỉ xuống cho cậu được 100, một tức là còn 900. Là kịch đường rồi đấy. 900 à bác? Bác ơi, bác thì tuy không cao nhưng mà cháu vẫn phải ngước nhìn bác ạ. Như một tượng đài, 900 là như vẫn như một tượng đài. Cậu đừng có ăn nói cái kiểu đấy nhá. Sao ạ? Cậu đừng có thấy tôi có khiếm khuyết là cậu lôi ra để cậu lăng mạ tôi đấy nhá. Đâu, cháu... Cậu bỏ ngay cái kiểu đi nhá. Bác lại hiểu nhầm ý của cháu. Tức là ý cháu ấy, ý cháu là ví là 900 thế là vẫn là cao quá. Bác phải xuống cho cháu tí nữa, xuống nữa mà. Chứ 900 thế thì quá là thách đố nhau, không còn gì nữa. Đúng không? Từ đầu bác xem nhà cửa có cái gì đâu. Bác sao này không có cái gì? Đây nhá, đâu? Giường nhá, chăn chiếu này, rồi bàn ghế tủ có hết cả đầy đủ thế còn mua cái gì nữa? Thế xung quanh môi trường nó có an ninh trật tự không đảm bảo? Cậu cứ yên tâm. Cậu ở đây thì hợp quá rồi còn gì, nhà báo ở đây thì quá yên tĩnh mà viết. Đây này, cậu đừng mở cửa ra chứ, rất yên tĩnh. Đấy. Ôi giời, này bác bảo yên tĩnh nhé. Ôi giời, chó sủa ầm ầm thế này thì ai làm được cái việc gì đâu. Bác phải xem lại đi, riêng cái tiếng chó sủa này ấy, là phải xuống 50.000. Là 850.000. Mà cháu nhé, cháu còn chịu tiền điện này, tiền nước này, tiền vệ sinh này, tiền an ninh này, tiền đủ các loại thứ tiền. Nên bác xem thế nào, bác phải bớt cho cháu. Thì cậu là nhà báo đúng không? Vâng, cháu là nhà báo, cháu vừa mới ra trường xong. À đây, bác biết cháu làm đâu không? Không, cậu làm đâu. Cháu làm ở báo Tiếng Ong. Có tập san Tiếng Ve. Nửa tháng ra một số, bác đọc tập san đến bây giờ chưa? Không, hàng ngày tôi vẫn nghe thấy bọn ra báo nó nói về cái báo đấy. Nhưng bác chưa đọc chứ gì. Ừ. Cháu biết ngay mà, chính vì thế nên là bác mới làm một cái tờ quảng cáo viết. Đúng là không biết mà hiểu biết một cái gì ở ngoài đầu ngõ. Bác mà quen cháu sớm nhé, cháu quảng cáo cho bác, cháu giao vặt cho bác cái tiền thuê nhà này. Là bác không mất tiền mà bác lại còn được cả tiền nữa cơ. Được cả tiền nữa. Đấy. Mình lại không nghĩ ra. Đấy. Thực chất từ nãy giờ mà nói chuyện với bác mà cháu
không nhớ bác tên gì nhỉ? tôi nói thật với cậu là tôi tên là Bất. Bất như kiểu là bất tài, cú bơ, cú bất, bất hạnh, bất hiếu, bất không. Ngày xưa ông cụ thân sinh nhà tôi ấy, là ông ấy là bên nho học. Thế à? Ừ, tôi nên là ông ấy lấy từ cái câu nho ra chứ không phải là bất bất bơ bơ ở đâu. Nó là theo cái câu là vô độc bất trượng phu. Ôi trời ơi, thầm khí á, thầm khí quá. Trời ơi, hay, chó này cứ thưởng là nó bất kia. Bác ơi, thế thì 700 mắm nhật. Thôi được rồi, 700 mắm nhật. Để tôi còn phải xuống tôi hỏi vợ. Để tôi còn suy nghĩ đã. Sao phải suy nghĩ, bác vẫn còn là thanh niên, bác cũng ngoài 50 mà sao bác cái gì ông già thế? Tôi 65 rồi đấy. Cái gì? Tôi 65 rồi đấy. Bác đừng có bịa. Bác nóng mắt nói, bác làm chồng này bảo 65. Tôi 65 thật mê. Thật không ạ? Người lừa cậu à? Úi dồi ôi, nếu mà bác 65 ấy, thì bác lại quá trẻ. Chung bác vẫn còn tráng kiện lắm. Vâng, cháu này tôi tưởng bác chỉ ngoài 50. Cháu rồi, đã 65 rồi. Thế này, dạ. Tôi chỉ bớt được mình cho cậu là xuống thì còn 800. Cháu nói thật với bác cho nó nhanh. Nếu mà bác mà không đồng ý 700 thì cháu với vợ cháu là sang cái nhà hôm trước cháu xem luôn. Ở đấy người ta cũng chỉ bảo 700. Cậu thanh niên là cậu thì thực sự đã thế, cháu gọi vợ cháu xem là nó xem cái nhà bên đấy nó thế nào. Thôi thế này, quyết định là 700, được chưa? 700 gì ạ? Vâng thế thôi, cháu đợi rồi. Thế bác nhá, thế bây giờ thì bác cứ làm giấy tờ rồi hợp đồng. Ừ, yên tâm. Đi xuống cho cứ luôn, cứ bảo cô đến đây ở nhá. Vâng, vâng, thế nhá. Vâng. Bà hãy yên tâm đi. Này, thầy mình mới ra trường, nó đang tập sự ở cái báo con ong con ve gì. Báo con ong hả? Yên tâm. Bà hãy tử tế ông đấy. Nó tử tế chứ. Tử tế là được hả? Ừ. Này, chúng ta chặt với ông nhé. Tiền bao nhiêu? Tôi ký nó là 700, được không? 700 hả? Ừ. 700 kể ra hơi ít đấy. Nhưng mà thôi, 700 cũng được. Ừ. Quan trọng là mình mua được cái yên tâm vào ngươi. Đúng rồi. Chứ còn bài cho bạc cái loại 37 kia vớ vẩn mất chạy nhiều thì về khổ thì tăng xong chết. Đúng không? Mà này, nó mới ra trường. Ừ. Với lại là dân báo chí cho nên tiền ít lắm. Tiền ít hả? Ừ, lấy nó thế thôi. Trời ơi, thế không? Trời ơi. Quay xuống đi, quay xuống. Quay xuống, quay xuống. Quay xuống, cho anh tắt lên đi. Nè. Thúy, vợ của cháu ạ, là sinh viên năm cuối trường đại học Ngoại ngữ. Giới thiệu với hai bác này. Đây là hai bác bất hạnh. Chào chào. Hai bác bất hạnh. Hey, hello hello chào. Chào hai bác. Ngồi đi. Hai bác quả mời bác. Lấy ra đi bác xem nào. Bác chờ gì? Ê, số. À,
6 thì mình nhớ rồi. 6. Để mai chương trình chưa buồn mà. Còn lại tí này, cháu lấy cháu gửi bác sau. Thế thế này nhá. Thế này. Thế bây giờ chính thức là cô chú cặp vợ chồng nhà chú là dưới mái nhà tôi. Dạ vâng. Thế từ hôm nay là đôi vợ chồng già và đôi vợ chồng trẻ sống chung riêng ở mái nhà. Với cái tinh thần này tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau cùng sống và tôn trọng nhau, không tham gia vào việc đời tư của nhau. Vợ cháu ở dân Tây Ngọc lắm mà nó vui tính hay đùa. Thôi bác ơi, thế thì các hai bác là cháu lên gác luôn để sắp xếp đồ đạc. Này các bạn này, thế vợ chồng nhà chú đã ở đây rồi thì có cái nhu cầu gì thì cứ đề xuất với có vấn đề gì cháu để cho ngay với bác. Cháu lên luôn. Lên nhá. Vâng. Bye. Khiếp quá mà. Này, chồng nó có đến nỗi nào đâu mà cho con mình nó ăn chồng uống vại thế nhỉ? Nó đi. Nó toạt một vắt nó cho liên hai miếng vào mồm nó luôn. Nuốt ừng ực không ạ. Này còn hai miếng này không? Chết rồi. Tôi mới ông mỗi người một miếng. Ông ăn cái hột đi, để tôi ăn nốt miếng này nhá. Nghe xe à? À đây, anh đi đi. Bay luôn. Bay luôn.
Quá muốn để đâu Dương? Quá lạ nhỉ. Quá rõ ràng để đây mà bây giờ không biết là đi đâu rồi. Nghe chứ nhỉ. Chẳng nhắc ngồi điện cái này mãi à. Ê, nhưng mà cháu đang
vào nhờ một tí thôi, bác chỉ vào đúng 2 phút bác trả cô toilet luôn được không? Bác ơi, bác đợi cháu một tí, xong sắp xếp xong rồi đây làm gì mà bác đợi cháu một tí. Này cô Thúy ơi, dạ. Cô làm gì mà đến 30 phút ở trong đấy rồi? Toilet là toilet chung của hai chúng ta cơ mà. Cháu làm vệ sinh cá nhân khổ quá bác ơi. Cũng phải để cho người ta dùng nộp 600 nghìn một tháng rồi. Ôi trời ơi cô Thúy ơi. Cô Thúy ơi. Cô Thúy. Trời ơi sao bác lằng nhằng thế? Bác phải để cháu làm vệ sinh cá nhân một tí nhé. Bác có lằng nhằng đâu. Bác sắp đến nơi rồi cô Thúy ơi. Bác đi sắp đến nơi rồi. Bác đi đâu thì bác cứ đi đi. Ôi trời ơi khổ quá, tôi nói là nói tôi đi. Tôi... Này cô Thúy. Ừ kìa bác còn cười nhở. Tôi nghĩ thật cô phải sống biết điều một tí chứ. Cô là đàn bà con gái mà sáng ra mà cô làm đến 30 đến 40-50 phút ở trong cái toilet như thế thì ai mà chịu được hả? Nhưng mà cháu nói với bác biết là cũng phải, người thì cũng phải biết đánh răng rửa mặt, sáng dậy thì cũng phải làm vệ sinh cá nhân chứ. Cứ ai mà như bác được đi vào vèo một cái rửa ra ngay, thế làm sao mà gọi là sạch sẽ được. Cô để không nhỉ? Mình nói tử tế với nó, phân tích để cho nó hiểu, chứ mà nó lại xả vào mặt mình như thế chứ nè. Bây giờ tắm nhỉ? Thôi tắm vừa thôi, tối qua vừa thấy tắm rồi. Thôi bà ơi, bà để cho cháu làm một tí. Gớm cửa ở ngoài này biết thì ai mà làm được hả? Một là 6:30 rồi đấy, loa phường kêu rồi kìa. Tôi ăn xong rồi anh xin phép anh luôn nhé. Tí nữa là anh đi làm là anh phải phỏng vấn một em là xinh lắm đấy, mà chân nó dài đến nách ấy. Anh xin phép rồi, xin phép đàng hoàng làm gì. Chân dài đến nách thì chân con này có dài không? Chân nó ngắn hơn chân em, chân em dài hơn. Mỗi lần nói đến chuyện người mẫu là hưng phấn lắm đấy nhá. Đâu có đâu, anh đã làm gì đâu mà thì anh đã bảo là anh xin phép rồi. Nghe có vẻ như là mê nó rồi đấy. Mê chưa? Chưa, đã gặp đâu mà mê. Mê chưa? Chưa gặp mặt ông, mê. Ông chết nó thôi, chết nó. Thôi anh đùa đấy mà. Tôi ăn đi cho nó nóng không nhỉ? Ăn đi. Chưa hết cả mì bây giờ. Chưa hết lên cả mì bây giờ. Ăn thêm tí nữa mình gấp này. Đây thôi em ăn thế này thôi. Anh ăn đi. Thôi em ăn đi. Anh ăn đi cho béo. Anh còn phải đi phỏng vấn mà, anh ăn đi. Có tí mì này mà cứ san sẻ cho nhau ngại lắm. Thôi em ăn, anh có muốn em trở thành con béo vị giống bà bán phở ở ngoài đường phố không? Không. Ơ béo như lợn. Nếu như mà em có chẳng may em béo ra thì anh cũng phải bảo em là múm mĩm nhá. Múm mĩm, anh nhầm. Ngon. Ăn thử cơm. Thôi nhá. Em bỏ nhá. Bỏ. Nhỏ quá. Rồi anh uống mẩy lên chuyện khác. Đi đâu? Thì lên thay quần áo đi làm. Thôi, đi đâu? Sao? Không thay thiết gì cả. Thích thay thì phải bế em đi gác rồi. Anh bế em luôn, anh còn bế em cả đây. Cứ mà nào ta lên là 2, 3, 4, 5. Ôi nặng quá, em có 45 cân trời. Ôi dồi, nặng thế nhỉ? Nặng thế. Chấm một cái nào. Nó còn trẻ, nó trong ôi trời ơi, thì còn chẳng tè hé nữa chú ơi. Ôi hết rồi. Thì còn trợn mắt lên mà nhìn nữa. Cái đéo cái chân nồn đấy. Cho chị một cái. Nhìn nó còn khó chịu thế chứ. Đây thôi thấy bà nhẹ nhàng với tôi, phấn khởi quá. Thấy họ chị nó âu yếm nhau thì cũng phải âu yếm tí. 100%. Ôi trời ơi.
Ôi trời ơi, giờ phết cả lưới tôi lên rồi. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ôi trời ơi. Ông kia. Cái gì? Ông kia đi trong vào đây. À, cái gì? Ông có nhìn đâu? Ừ. Ông có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy rồi. Cái gì đây? Tôi nhìn thấy chúng nó thích ăn mì tôm. Ôi trời ơi, thích ăn mì tôm mà. Ừ. Ông thấy không? Chúng nó ăn xong rồi chúng nó để bày bừa ra đây thì ai gọi? Ai gọi? Tôi hay là ông gọi? Hả? Được. Gọi ngay bọn này xuống đây quán triệt ngay cái vụ này. Để tôi gọi nó đi. Hãy để, để tôi. Gọi đi. Gọi. Nó xuống. Nó xuống đâu? Nó xuống. Dài này, muộn rồi đấy lại còn nhún nhảy cái đấy đi đi lên. Muộn muộn lắm rồi. Muộn đặc biệt đó, đặc biệt. Thôi tí muộn tí muộn tí tối tối về tối về tối về. Lắm. Thế nào? Lượm lượm bác ơi. Lượm lượm lượm. Cứ lượm. Vâng. Để đâu thì bác phải để đấy. Bác bác tung tung thế chết. Đấy, được rồi. Xinh xinh. Xinh à, chưa về sớm thì nấu cơm luôn đi nhá. Ai nấu, ai nấu, đứa nào nấu? Em nấu chứ còn là anh nấu đấy. Nói lại ai nấu? À mà này, đi xe buýt đi nhá. Bây giờ anh muộn giờ lắm rồi. Bác ơi, hai bác ở nhà nhá. Trên gác của cháu không khóa cửa đâu. Mất cái gì là hai bác chịu trách nhiệm nhá. Ôi cháu đi làm muộn giờ lắm rồi. Không, đi xe buýt rồi, anh phải đưa anh đi. Đi xe buýt. Anh phải đưa anh đi. Tôi, bà yên tâm, tôi về tôi sẽ bảo chúng nó. Ông mày quá kiệt ngay bọn này. Chứ còn cái này bây giờ thế nào? Ai dọn đây hả? Để tôi dọn nhanh thế mà. Bà yên tâm. Ông thấy bên chúng nó, không hiểu chúng nó ăn cơm ăn cái của cả gì. Trẻ hồng hồng chết. Mua cái bực mình mà thêm 700.000 thôi, hành hạ mình thế này, tháo vào chỗ đó.